Vì sao em lại nói sao em lại nói giữa đôi ta là như thế, có lẽ tại sao phải là anh yêu em trong nỗi đau, tại sao phải là anh ôm bao nhiêu cay đắng đứng bên em thật lâu dường như nỗi đau vô hình, tại vì anh hay tại vì chính cứ ngỡ như là ta sẽ mãi bên cạnh nhau, cứ ngỡ như là hạnh phúc trong tầm tay, để rồi anh nắm lấy những yêu thương ở bên người, còn tặng ấm áp luôn có em kề bên. Còn nỗi đau nào có thể xóa khi lìa xa, còn nỗi đau nào chẳng đớn đau người ơi. Phải làm sao để thấy trái tim anh không nghẹn ngào, bất khóc khi đôi mình phải chia xa. Vì sao em lại nói em không yêu anh nữa đâu, vì sao em lại nói ta không thể chung lối, giữa đôi ta giờ đây chỉ có thể là bạn thôi, thà như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Tại sao phải là anh yêu em trong nỗi đau, tại sao phải là anh ôm bao nhiêu cay đắng đứng bên em thật lâu dường như xa. Còn nỗi đau nào chẳng đớn đau người ơi, phải làm sao để thấy trái tim anh không nên nào, và bật khóc khi đôi mình phải chia xa. Vì sao em lại nói em không yêu anh nữa đâu, vì sao em lại nói ta không thể chung lối, giữa đôi ta giờ đây chỉ có thể là bạn thôi, thà như thế sao em lại nói không yêu anh nữa đâu, vì sao em